Angular là cái ng form. Đây đốc này. Chúng ta fundamental. Đây form. Tiến hành học về Angular form. Tức là nó sẽ giúp chúng ta có thể là làm cái form nó nhanh chóng hơn và nó tiện dụng hơn so với cái việc là chúng ta cứ cái field nào chúng ta cũng phải on click rồi thì là on train hay là on on key up. Đấy là những cái mà chúng ta sẽ loại bỏ nó dần đi khỏi cái form. Được chưa? Đầu tiên thì để có thể sử dụng được cái form ấy thì chúng ta sẽ phải setup cái này ở đâu nhỉ? Nhầm. Đâu xem tôi đến xem cái app module nó đã có chưa? Đây. Đầu tiên chúng ta sẽ phải sử dụng cái form module này cài cắm vào trong cái app module. Nhưng mà hiện tại nếu mà các bạn tạo project bằng Stack Blitz ấy, thì nó đã có cái form module có sẵn đây rồi và chúng ta đã được phép sử dụng rồi. Được chưa? Tiếp theo với cái thằng form thì trong cái Angular này có rất nhiều loại, có mấy loại chúng ta có thể sử dụng được luôn. Đầu tiên là cái reactive form và cái template driven form. Thì đây là hai cái loại form khác nhau và có cả dynamic form nữa để chúng ta sử dụng. Thì chúng ta sẽ học từng phần một nhá. Đầu tiên là học về form này. Thì cái form này ấy, thì về bản chất là nó sẽ sử dụng cái nguyên tắc cơ bản là two way binding. Đây tôi sẽ viết vào trong cái Jamboard đâu nhỉ, top 03. Đây tôi tạo một cái nữa. Chúng ta có cái khái niệm gọi là two way binding như này. Cái two way binding này nó là cái gì? Nó rất đơn giản thôi. Chúng ta có một cái file.ts, đúng không ạ? Cái file.ts của chúng ta ở trong này và ở ngoài này chúng ta có một cái file là .html. Dạ. Thì như hôm trước chúng ta làm với cái form ấy, thì là chúng ta từ cái dữ liệu, cái data ở trong cái file ts này thì chúng ta có thể là hiển thị nó ở trong những cái form, đúng không? Hiển thị nó trong những cái thẻ input này, thẻ select này, hay là thẻ text area rộng rộng như này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta có cái sự kiện event event từ các cái thẻ này, đúng không ạ? Ví dụ như thẻ input thì chúng ta sử dụng event là on key up, với cái thẻ select thì chúng ta sử dụng event là on train, đúng không ạ? Thì khi mà sự kiện xảy ra chúng ta gọi, chúng ta call đến, chúng ta gán lại dữ liệu, gán lại ngay lập tức dữ liệu cho cái thằng data này, được chưa? Gán lại dữ liệu cho data này và từ cái data này chúng ta có thể thực hiện các cái action khi mà chúng ta bấm các cái nút hay là khi chúng ta cần hiển thị dữ liệu ngay lập tức ở trên màn hình. Thì cái khái niệm này đây đây là ví dụ từ data này nhé, từ data này chúng ta sinh ra cái value ở trong cái thẻ input đấy, đúng không ạ? Thì cái này là một một binding này. Binding là hiển thị ra ngoài một binding này. Sau đó từ cái sự kiện này chúng ta đẩy ngược lại data cho cái đẩy ngược lại dữ liệu cho cái data được viết ở trong file TS. Thì đây là two way hai bind. Được chưa? Thì đây nó là cái cơ chế two way binding là đẩy data từ trong này ra và khi mà màn hình này chúng ta có thay đổi gì chúng ta lại đẩy ngược lại. Thì đây là two way binding. Đấy là ý nghĩa, nói thì nghe nó có vẻ sang mồm đấy thôi chứ thực ra nó cũng khá là đơn giản. Chúng ta có thể làm được cả bằng JavaScript thuần cũng có thể làm được chứ không nhất thiết là phải ở thằng 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 Angular này. Nhưng mà với Angular thì cái two way binding này nó có sẵn rồi, chúng ta cứ thế chúng ta xài thôi. Dạ. Thì quay trở lại với cái tài liệu thì ở trong này khi mà để dùng được cái form ấy, thì đầu tiên chúng ta phải đưa vào trong cái các cái component của chúng ta một cái khái niệm gọi là form control. Đây các bạn nhìn nó form control. Được chưa? Thì ở trong cái file, ở trong cái phần class, ở trong file ts chúng ta tạo ra một cái biến là bằng new form control. Được chưa? Đây new form control này.
Sau đó ở ngoài cái template tức là file HTML thì chúng ta ở input nào thì chúng ta có cái thuộc tính form control cho cái tên biến. Đây, tên biến ở trong này chúng ta đặt như nào thì chúng ta file ra ngoài là như vậy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ thử thử xem nó có chạy không nhá. Đây. Đây tôi sẽ file cái này vào đây. Đầu tiên, đây là cách thứ nhất để dùng form. Tôi sẽ tạo ra một cái component mới. Đây là hotel form. Hotel trừ form. Rồi ok. Đây, hotel trừ form nhá. Sau trong app module tôi tạo ra một cái đường dẫn mới nữa. Add bằng create hotel add hotel add trừ hotel có component xử lý là bằng hotel form component như này. Dạ, hotel hotel form component với cái đường dẫn là add hotel. Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ vào cái hotel list. Hotel list. Tôi sẽ ở ngoài cái thẻ UL này, tôi tạo ra một cái button. Một cái button. À quên, mời xin lỗi các bạn, một cái thẻ A. Một cái thẻ A có cái thuộc tính là router link. Router link. Bằng cái S trừ hotel. Đây là tạo mới. Create. Dạ, tôi bấm vào đây. Nó sẽ đẩy ra cái trang là Hotel Form Works. Thì các bạn thêm cái Hotel Form, sửa thêm một cái path add hotel và pha cho tôi cái đường dẫn ở trong cái Hotel List để khi mà bấm vào cái việc tạo đấy thì nó sẽ hiển thị ra Hotel Works giúp tôi. Hotel Form Works. Được chưa thím ơi? Được. Được chưa các bạn? Rồi thế. Ok, bấm nó ra này rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chính thức code ở trong cái hotel form component.ts. Đầu tiên lại giống như lúc nãy tôi bảo rồi, chúng ta sẽ tạo ra một cái form control ở đây. Tí nữa nó sẽ còn có cái form group cơ. Nhưng trước mắt chúng ta nghịch cái form control trước đấy nhá. Được chưa? Import form control from a cộng Angular form. Sau đó trong này chúng ta tạo ra một cái biến, ví dụ như đây tôi để là username này, hotel name này. Không, tôi để chữ name thôi. Name bằng new form control. Đó mở ngoặc như này. Dạ, new form control. Được chưa các bạn? Import form control from Angular form. Name bằng new form control. Dạ. Tiếp theo ngoài file HTML, chúng ta ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái thẻ form. Action bằng cái gì tôi vứt đấy, tôi chưa biết. Trong này tôi có một cái thẻ là thẻ
bíp đi, bíp có label là hotel form ở hotel name hay chấm. Ở đây mình có một cái thẻ input nữa, input type bằng text này, có cái thuộc tính là form control bằng với lại name. Form control chữ con này viết hoa đúng không? Xem lại này, form control à, tôi đang viết sai cái này. Form control thì đúng rồi này, nhưng mà cái đoạn string này nó phải hai dấu thì phải đúng không? Nếu phải form control này, form control is in knowledge property of input, sai cái này bố nào để xem sai ở đâu nhé. Form control, form control đúng rồi này, name bằng new form control. Đó có một cái thẻ input, input type bằng text, sai gì nhỉ? Chờ chút nha, để tôi xem lại cái đoạn này nó đang bị lỗi cái gì. Xem nó bị lỗi gì. À đây, cái này gì nữa, tài lỗi đây. Mẹ, bọn tài liệu này nó cứ thiếu lung tung. Rồi, ok. Đây các bạn nha. Tôi bị thiếu đấy. Đầu tiên này, đầu tiên chúng ta, tôi nhắc lại, tôi nói lại một lần nữa về cái việc sử dụng Active Reactive Form này. Đầu tiên là chúng ta cài đặt các cái module để chúng ta dùng được. Đầu tiên là chúng ta cài cái form module này. Và cái bên cạnh nó là cái Reactive Form module nhá. Đây, tôi sẽ paste vào trong phần này. Reactive Form module. Dạ, from Angular Form. Sau đó ở trong phần import này các bạn paste luôn cái tên của Reactive Form Module vào trong cái phần import. Được chưa? Ở đây ạ. Làm giúp tôi luôn đi. Không chưa các bạn ơi? Rồi ạ. Ok, xong nhá. Thì bây giờ vào cái Hotel Form Control này, Hotel Form Component này. Thì chúng ta làm hai cái bước này. Name bằng new form control, và ở ngoài cái file HTML của nó ấy, thì chúng ta có input text, input type text này, có đóng mở ngoặc vuông form control bằng name. Và nếu thích nữa thì tôi sẽ cho cái này xuống dòng br, nhập không phải dt, br. Tôi sẽ hiển thị ra đây là cái name, không biết có đúng không, cái object này name.value đi. Rồi, chúng ta thử này. Hiện thì h am one. Giờ các bạn thấy không? Được chưa các bạn ơi? Được thế. Ok. Thì các bạn thấy nhá, tôi bây giờ không phải đóng mở ngoặc tròn key up key out gì nữa đúng không? Mà nó khi mà tôi form control name như này thì là nó tự động nó nhận cái sự thay đổi của thẻ input và nó gán ngay lập tức cái giá trị đang có ở trong thẻ input này cho cái field name này ở trong cái file class. Được chưa? Và tôi hoàn toàn có thể lấy ra cái text mà tôi vừa viết ra cái thẻ input ấy,
bằng cách là tôi hiển thị ra giá trị name.value. Đây ví dụ như này, hiện TH này, FPT poly. Được chưa? Các bạn sẽ thấy nó hiển thị ngay lập tức ở đây. Dạ. Thì đấy là cái đầu tiên. Chúng ta sử dụng cái thuộc tính đầu tiên là form control. Được chưa? Thì form control chúng ta sử dụng như vậy. Thì nếu mà trong trường hợp mà như chúng ta đang làm như thế này, đúng không ạ? Thì tôi hoàn toàn có thể là copy cái đống này, tôi quẹt xuống. Đây, ví dụ như sau. Đầu tiên là hotel name này, hotel address này, logo chứ, hotel logo này. Được chưa? Tiếp theo là hotel address này. Logo để viết hoa này. Logo viết hoa này, address này và country đúng không ạ? Country. Tương ứng tôi tạo ra bốn cái biến. Đấy, đây là logo này. Đây là address này. Đây là country này. Cái này thì hoàn toàn có thể được đúng không? Đây là logo, address và country. Đúng chưa? Và cuối cùng ở dưới đây tôi có một cái button. Button thì đây là save chẳng hạn. Thì ở đây tôi có một cái on click. À, quên nhầm, sự kiện click bằng bằng một cái hàng và save 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 cái gì ta, save vào hotel như này đúng không? Đây tôi sẽ thử tạo ra một cái sự kiện là save hotel. Đã, chúng ta có let object new hotel đi, new hotel bằng một object mới bao gồm name bằng với giá trị của name.value ấy, logo bằng logo.value. Wow, sao nó không ra nhỉ? Cái gì đây? Property value does not exist on time never. À, this, cái này phải là this. This.name, this.logo. Đây, chúng ta có address và chúng ta có cả country nữa. Chúng ta lại this address.value, this address.country. Thế này. Và chúng ta tiến hành console log ra. Console log cái new hotel ra. Đây, chúng ta thử nhá. Tạo mới này. Tạo mới này, bây giờ là hotel là FPT poly. Logo là kiếm cái logo đi. F poly logo. Đây, cái hình này ạ. Đây tôi phang vào đây. Hotel address là Trịnh Văn Bô. Country là Việt Nam. Bấm save. Bạn thấy nó trả tôi một object gồm address, country, logo, name. Thế này là tôi đã hoàn toàn đủ khả năng để tôi tiến hành là gửi cái dữ liệu, gửi cái tập dữ liệu này lên trên cái mốc trên cái gì nhỉ? Trên cái mốc API và tôi điều hướng cái website của tôi về cái trang chủ rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi thử luôn nhá, thử luôn xem có chạy được không nhá. Các bạn làm đến đây chưa? Làm đến đây chưa các bạn ơi? Không bị lỗi gì thế này. Đâu lỗi gì thế nào? Lỗi gì sửa luôn. Đây tôi commit code lên nhá. Và tôi gửi luôn cái đường dẫn của cái stack blitz của tôi cho các bạn. Để trong thời gian tôi sửa cho các bạn thì các bạn khác thì vào xem cái này. Đâu, bạn nào đang lỗi thì share màn hình đi xem nào. Hoặc là gửi cho tôi cái link. Gửi tôi cái link stack blitz của bạn là được. Lê Mạnh Cường. Tạo mới này. Tạo mới không tạo được luôn này. Cannot any round. À.
Đây này, ở trong cái hotel list của em ấy, đây em đang để router link này không không có, mình không truyền dữ liệu gì vào. Sau đó mình bỏ cái cặp ngoặc vuông đi, em nhìn thấy đường dẫn ở dưới ấy. Vâng. Làm lại, reload lại. Đây em bỏ cái router link, bỏ cái này đi này. Thì đường dẫn của mình là S Hotel nhá. Vâng. Bây giờ nhìn thấy đường dẫn ở dưới này không? S Hotel nhá. Sau đấy là app module em viết chưa? S Hotel rồi, ok, bấm vào. Ra chưa? Được chưa Cường ơi? Đâu rồi? Rồi xong của Cường này. Còn ai nữa không? Còn bạn nào bị lỗi nữa không nhỉ? Được chưa em ơi? Có bọn này đi đâu hết rồi nhỉ? Mồm mép cất hết rồi. Ok, tiếp theo. Ở trong hotel service này, tôi tạo ra thêm một cái hàm nữa. Add new hotel. Được chưa? Nhận vào đây một cái object với kiểu dữ liệu là observable. Là Annie. Tôi có let URL. À quên, cái này không phải let URL là gì cả. Tôi có return này. This.http.post. Dạ. Post này cũng đẩy lên, cứ Annie lên. Post đi đâu? Post đến cái hotel API URL. Thế là xong. Dạ, à với dữ liệu nữa. Phải object. Tôi gửi lên trên cái hotel URL này với request dạng post và với cái dữ liệu được truyền vào trong cái hàm add new hotel này. Dạ. Thì ở trong cái file, để tôi demo đã nhá, ở trong cái file hotel form component này thì tôi cũng import cái form tấm sược hotel.service. Import cái gì? Tôi import hotel service luôn. Đấy. Và tôi sẽ sử dụng ở cái constructor này. Private hotel service bằng kiểu dữ liệu hotel service luôn. Rồi xong. Thì ở đây tôi tiến hành như sau, sau khi tôi tạo ra dữ liệu mới, tạo ra dữ liệu mới từ cái hotel này rồi, tạo ra một cái biến new hotel này rồi, tôi tiến hành là zip chấm hotel service chấm add new hotel và truyền cái new hotel cái vào, new hotel này vào và chấm subscribable data bằng, tiến hành là console log data nhận được, tức là data nó tạo ra nhỉ. Tôi kệ xác nào. Đây tôi sẽ viết vào đây FPT Poly này, logo phang và logo đây này, hotel address là Trịnh Văn Bô, country là Việt Nam, save. Đây các bạn thấy nó tạo ra một cái object mới với ID bằng 13, với ID 13, logo như này, country như này. Chúng ta quay trở lại cái danh sách, nó sẽ quay trở lại cái danh sách xem là nó tạo ra đúng hay không. Đây FPT Poly, đây đây FPT Poly, logo địa chỉ quốc gia. Được chưa? Các bạn làm đến đây chưa, làm đi xem có được Không, không, làm nữa. đang làm đi xem có được không.
Thêm được chưa các thím ơi? Đâu rồi? Dạ rồi ạ. Được rồi gì? Thì đấy, đây là một trong những cái mình sẽ xử lý với cái form này nhá. Đây là cách thứ nhất. Được chưa? Cách thứ nhất và mình mới chỉ dùng mỗi cái là form control thôi. Còn form group mình chưa hề động vào tí nào. Được chưa? Thì bây giờ với cái chúng ta đọc tiếp cái tài liệu này. Đầu tiên là chúng ta đang sử dụng form group. Được chưa? Tiếp theo ở dưới nữa nó có một cái nữa là cái khái niệm về form từ nha. Data flow template driven này chúng ta không cần phải hiểu sâu đến như này. Chờ tí tôi ngó cái đoạn này phát xem này. Form validation này. Đây là testing reactive form. Wow, đâu nhỉ? Step. Đầu tiên là ném cái này reactive form module vào đây này. Xong rồi chúng ta có new name bằng new form control này. Bằng cái này ok đúng rồi này. Đây, chúng ta có thêm một cái nữa là cái form group này. Cái phần gom form group này. Form group ấy, nó có cái nhiệm vụ là gom nhóm toàn bộ những cái form control vào với nhau. Được chưa? Để chúng ta lấy dữ liệu hay là tương tác dữ liệu cho nó nhanh. Thì ở đây nó có ví dụ như sau này. Đầu tiên chúng ta có import cái phần form group từ cái Angular form. Được chưa? Tất nhiên là có cả form control nữa. Tiếp theo chúng ta có một cái tên form. Ví dụ ở đây nó đặt là profile form bằng new form group. Trong cái form group này chúng ta nhận một cái object. Đây cái đoạn này là cái đoạn object này. Được chưa? Gồm có first name, last name, hai cái này đều là form control. Được chưa? Đều là form control. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái phần form. Đây, có một cái phần form, có một thẻ form và có form group bằng cái tên của cái profile form này. Đây nhét vào đây, cái này đối chiếu này. Tiếp theo những cái thẻ input hay thẻ select thì chúng ta sẽ có là input type text này, form control name. Bây giờ nó khác với cái trước rồi nhé, cái trước chỉ là form đóng mở ngoặc vuông form control. Còn ở đây chúng ta sẽ là thuộc tính bình thường là form control name bằng với cái first name hay bằng cái last name ở trong này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển nó sang cái dạng form control này. Thì ví dụ như tôi sẽ là cập nhật cái bài này như sau. Ở trong này thay cho cái việc là chỉ import mỗi form control, tôi sẽ nhét thêm cái phần form group này vào. Được chưa? Tiếp theo ở trong này chúng ta có là hotel room và hotel form bằng new form group và nhận một cái object ở trong. Đó. Trong object này tôi sẽ đưa hết toàn bộ cái đống name logo address vào trong này. Và tất nhiên nếu là object thì chúng ta phải để đây là dấu phẩy. Đấy. À, tất nhiên dấu bằng này chúng ta sẽ chuyển nó thành dấu hai chấm. Đây như này. Đó. Chúng ta sẽ để đây là name này bằng new form control form control này. Logo, address, country này cũng vậy này. Được chưa? Và tất nhiên ở dưới này chúng ta sẽ không dùng được cái save dùng được cái new hotel này nữa. Mà chúng ta sẽ viết bằng cách khác. Thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn coi nhá. À từ từ, chưa xong đến đây đã tạm ra này. Tức là chúng ta đưa hết những cái name, logo, address vào trong cái form group hotel form. Được chưa? Và ở ngoài giao diện này, chúng ta sẽ bao cho toàn bộ cái đống này bằng một thẻ form. Bằng một thẻ form với cái form group. Đúng nhỉ? Với cái form group bằng cái tên của cái group đấy. Đây. Form group bằng hotel form dạ bằng hotel form này. Sau đó những cái form control này chúng ta sẽ sửa lại thành là form control name. Copy này có vẻ khó khăn nhỉ. Form control name. Đây tôi sẽ đổi hết cái này. Form control name.
Đây. Và ở dưới cái form này tôi sẽ viết ra là form hotel form .value và tôi chuyển nó sang định dạng là JSON. Compile để chuyển sang định dạng JSON. Rồi, bây giờ chúng ta thử cái nhá. Chọn create này. Đây các bạn có thấy là object name rỗng, logo rỗng, address rỗng, country rỗng. Bây giờ này, hiện th. Được chưa? Logo đây. Vệt logo vào đây. Hotel đây. Hotel address là bằng Hà Đông. Đây là Việt Nam. Bạn thấy không? Nó sẽ tự động nó, nếu mà trong trường hợp tôi đưa cái này vào trong thẻ free thì nó còn dễ nhìn hơn. Name này, logo này, đây là kiện th này. À, đây là cái logo này. Logo này, address này, đây là Hà Đông. Đây là country là Việt Nam. Dạ. Thì bạn có thấy là nó hiển thị ngay lập tức những cái giá trị mà chúng ta điền vào đây, và tất nhiên để lấy được ra cái tập object này thì chúng ta có ngay là hotel form .value là xong. Dạ. Thì khi mà chúng ta bấm cái nút save hotel. Dạ. Khi chúng ta bấm cái nút save hotel. Đây thì chúng ta sẽ bỏ được toàn bộ cái đoạn này đi. Đúng không? Bỏ được cái cục này đi. Và ở dưới này thì chúng ta khi mà add hotel này thì chúng ta sẽ để là hotel form is hotel form .hotel form .value là xong. Dạ, thử lại nhá. Thì đây là hiện th này. Về cái đường dẫn vào này. Hotel address là Hà Đông này. Hotel country là Việt Nam này. Tôi bấm save. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ID bằng 14. Đúng chưa? Đây tôi sẽ quay trở lại tôi check cái đoạn này. Đây, có phải là thiện th là cái khách sạn tiếp theo được tạo ra đúng không? Được chưa? Thì cái này nó rút ngắn của chúng ta đi thêm mấy dòng code nữa và nó tập trung cái dữ liệu hơn rất là nhiều. Được chưa? Bây giờ các bạn chuyển giúp tôi cái việc từ cái form control bình thường chuyển sang đưa nó vào trong một cái form group. Làm luôn ạ. Cái đường dẫn mà tôi đang đọc nó ở đây. Đó. Này bị sâu. Không học. Được chưa bạn ơi? Đâu hết rồi? Bọn này đi đâu hết rồi? Bật mic, à bật cam lên thế nào? Bật cam lên. Hả?
Đang cốt ạ. Bật cam lên. Bật cam lên xem nào. Đấy như thằng Nghĩa nó tối mù mù nó vẫn bật cam lên, nó dũng cảm thế cơ mà. Không ngại gì mà không bật. Cam kia bật tùm lum lên xem nào. Ô. Đã thấy cộng điểm của thằng Nghĩa. Đâu à? Classwork này. Material cộng điểm nghĩa này là họ họ tên đầy đủ là gì em ơi? Phạm Văn Nghĩa này ạ. Phạm Văn Nghĩa. Phạm Văn Nghĩa. Mã số sinh viên bao nhiêu? PH08372. 08372. Người duy nhất bật cam. Cộng cho 1 điểm nó xem 1. Rồi xong. Giờ tắt được đi chưa đấy? Tắt đi ăn đòn luôn, tôi trừ thêm 1 điểm nó xem luôn. Lúc nào cũng phải bật. Chuyển được chưa? Chuyển cái form control sang form group chưa? Chuyển hết rồi thế. Lưu chưa? Lưu được rồi. Ok. Thế bây giờ nó sẽ phát sinh ra một cái bài toán khác. Đó là bài toán update. Thì chúng ta làm thế nào? Đúng không ạ? Thì bài toán update của chúng ta sẽ như sau. Khi mà tôi bấm vào một cái khách sạn này, thì ở đây nó có nút delete này, tôi muốn làm thêm một cái nút nữa là nút update, nút cập nhật, được chưa? Thì khi mà tôi cập nhật nó cũng back về cái màn hình form vừa rồi, nhưng mà nó khác một cái là ở trong cái form đấy nó có sẵn dữ liệu của cái thằng mà vừa mới fill được data, vừa mới bấm update, được chưa? Thì tôi sẽ làm các cái việc lần lượt từng thứ tự từng tí một. Đầu tiên là chúng ta phải tạo ra cái nút ở chỗ này đằng trước cái chữ delete này, được chưa? Thì cái chữ này, cái nút đấy nó sẽ nằm ở trong hotel detail đây, nhưng mà để có cái nút thì tôi phải có đường dẫn đó, đúng không? Thì tôi sẽ tạo ra một cái path nữa, tôi tạo ra một cái path nữa. Cái path này nó là edit hotel với một cái tham số là hotel ID hoặc là ID như này, được chưa? Và component vẫn là hotel form component. Tôi dùng luôn một cái component thôi dành cho hai việc, được chưa? Tiết kiệm code luôn, được chưa? Thì ở trong cái hotel detail component này tôi sẽ tạo ra một cái thẻ A có cái thuộc tính là router link bằng với lại một cái hàm mảng, trong này gồm hai tham số, đây là edit hotel, đây edit hotel, edit hotel tham số thứ hai là bằng hotel detail chấm id, đây là nút edit. Được chưa? Và NBSP. Đây, tôi có edit thì nó chạy vào trong cái edit hotel. Được chưa? Edit hotel 5. Được chưa? Back lại này. Tôi vào thằng thiện poly thằng thiện TH này thì nó sẽ là edit hotel 14. Được chưa? Các bạn làm cho tôi cái việc này đi. Tạo ra cái đường dẫn cậu. Không nóng à Phượng? Không nóng à? Nóng quá.
Tao được đường dẫn chứ không ơi. Đang tạo ạ. Ủa. Xong rồi. Lỗi gì vậy? Ủa sao đường dẫn của nó là detail hotel? Tại thế nhỉ? Detail hotel 14, sau edit, sửa edit à? Ô, sao nó lại như này nhỉ? Detail hotel. Đây, nó ra hrep này. Router link. Nó lại ra có cả hrep nhỉ? Hrep bằng JavaScript. Chấm phẩy. Ô dị chưa, edit router link, edit hotel, hotel id. Ơ lỗi à, router link edit hotel 2.id đúng rồi, nhưng mà sao cái thằng của nợ này router link của nó là edit hotel. Sao nhỉ? Ừ, cái này chưa có người trả lời luôn mà. Tận năm 2018. Dị vãi. Chờ tí nha, tôi đang phát hiện ra một cái lỗi ở đây. Đúng. Ừ. Vậy thế nhỉ? Bỏ nó đi. Detail hotel, edit hotel. Chấm hai lần như này. Lại ra. À rồi. Các bạn chờ tôi tí nhá, đang có một chút lỗi ở cái phần routing này. Đây.
Đúng. Truy rồi phát này. Truy rồi. Mạng chứ. Không được luôn. Đi ra ngoài cũng không được, đi vào trong cũng không xong. Vâng, chờ chút nha, tôi đang đang bị, các bạn có bị cái lỗi này không? Đây này, khi mà tôi định nghĩa ra cái nút edit đấy thì các bạn nhìn cái đường dẫn của nó, đường Em dẫn của thấy nó detail hotel đỏ lừ. ở, tất nhiên là nó đỏ nhưng mà detail hotel sượng 14, xong rồi sượng edit hotel 14 ở dưới góc bên này này, có bị không, có ai bị cái lỗi đấy không hay chỉ mình tôi bị thôi? Có, nó bị lặp sụt hotel lại sụt edit hotel tiếp. Dạo này cái này nó bị làm sao ấy. Trước mình đâu có bị nhỉ. Rồi chờ tôi chút để tôi check lại xem nào. Đây. Edit hotel này. Sửa 2.id này. Để vào hotel form này. Rồi xong. Bây giờ vào cái hotel detail. Rồi. Trong một cái A nó có router link, ừ dị nhỉ, hơi bị dị luôn đấy, này có gì đó bị sai. Có gì có sai sai không ạ? Product ID. Nói gì về cái này đâu? Index.html base. Đúng. Bạn chờ tí cho tôi check lại cái này phát xem nó như nào. Resist Center Hero ID Path Hero. Nó có làm sao đâu.
Thôi rồi, để tránh cái lỗi này tạm thời chúng ta fix cái này nhé. Còn cái lỗi để chúng ta làm nó tiện hơn đấy, tôi sẽ hướng dẫn sau. Thì bây giờ ở trong cái phần router link của cái thẻ edit ấy, thì chúng ta viết thêm cái đoạn này vào tôi chấm chấm sược như này, thì cái edit này nó chúng ta sẽ xử lý được. Đây chúng ta sẽ thấy cái đường dẫn của nó đẩy về edit edit hotel sược 14 đấy, thì bấm lại về đây. Bây giờ các bạn thêm cái đoạn này vào đầu cho tôi nhé, cái lỗi kia để tôi xử lý sau. Được chưa? Thêm cái đoạn này vào nhá. Được chưa? Thì bây giờ khi mà bấm về đây ấy, thì cái đường trên đường dẫn này của chúng ta này, trên đường dẫn này của chúng ta có một cái tham số là 14, nó chính là cái hotel ID. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có như sau. Lại mà vào cái hotel form component, thì ở trong này, ở trong này chúng ta sẽ thêm các cái import thêm cái thư viện khác, import form a cộng angular router. Đó, phần import này chúng ta import những cái thứ như sau. Thứ nhất là cái router đấy, cái thứ hai là cái activate route. Giờ hai cái này thì ở trong phần constructor chúng ta sẽ bổ sung thêm những cái thư viện kia vào, private route, kiểu dữ liệu là router. Phải private active route, kiểu dữ liệu là activate route. Rồi xong. Thì bây giờ ở Envion Init chúng ta sẽ tìm cách là hiển thị cái giá trị của thằng thằng ID kia lên. Nếu có thì chúng ta hiển thị, có thì tương đương với cái việc là chúng ta đang làm edit, còn nếu không có thì chúng ta sẽ là tạo mới. Được chưa? Thì chúng ta có như sau. This chấm activate route chấm paramap chấm subscribe param, truyền vào đây một cái hàm, chúng ta tiến hành là console.log ra, console.log ra cái param chấm get cái ID ra ngoài. Đó, đây chúng ta lấy ra được ra số 14. Nhưng mà nếu trong trường hợp chúng ta bấm create thì nó sẽ ra null. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có ở đây là cái if, nếu cái param get ID này dạ mà khác với null, khác null thì chúng ta sẽ là có cái mà lấy cái dữ liệu của thằng lấy dữ liệu của thằng từ thằng service, từ thằng cái khách sạn mà có cái ID bằng cái ID chúng ta nhận được ấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có là this chấm hotel service chấm get hotel by ID, dạ, hoặc là chúng ta sẽ ví dụ đô la là let hotel ID bằng cái param get ID này. Đây, nếu mà hotel ID khác null thì chúng ta get hotel by ID, và đây chúng ta truyền vào là hotel ID chấm subscriber, đây là data. Data của cái console log ra cái
data. Còn else thì chúng ta không không xử lý cái gì cả, bởi vì cái hotel form này nó đã tạo trước đây rồi, nó bằng cái này rồi. Được chưa? Chúng ta thử cái nhá. Edit. Chọn edit. Đây, chúng ta lấy ra được ID 3 này. Đúng không? Colin Boem này. Được chưa? Tiếp theo bây giờ nếu mà trong trường hợp mà chúng ta lấy được cái dữ liệu của màn hình edit rồi thì chúng ta phải fill cái data này vào trong thằng hotel form này. Được chưa? Thì chúng ta thử xem nó làm như nào. Thì chúng ta có this.hotelform.set value bằng với set value của cái data, xem nó có được không. Thì đây, cannot find form control with name ID. Nó không tìm thấy cái ID thì chúng ta có thêm cái ID vào đây. ID bằng new form control. Control bằng null. Dạ. Thì đây, chúng ta khi mà chúng ta bấm edit thằng này thì các bạn sẽ nhìn thấy là dữ liệu của chúng ta nó đang bằng bằng đúng cái chúng ta vừa mới lấy được đây, thông tin này. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta làm cái màn hình tạo mới thì ID nó bằng rỗng và các cái giá trị của thằng này nó đều rỗng hết. Bây giờ chúng ta tạo thử mới nhá. Đây, tiện TH2 này, hotel logo linh tinh này, hotel address linh tinh này. Tạo mới. Được chưa? Tạo mới nó ra ID 15 này. Được chưa? Nhưng mà bây giờ bởi vì chúng ta truyền giá trị của ID null lên thì nó cũng tự sinh ra một cái ID mới. Được chưa? Nhưng mà nếu chúng ta đây, cái tiện TH2 đây, tôi sửa này, thì giá trị nó có sẵn luôn và ID nó bằng cũng bằng 15 luôn. Được chưa? Và đến đến dưới này, sau khi chúng ta lấy được dữ liệu rồi thì chúng ta có là this.round.navigate về cái màn hình là về cái đường dẫn là string rỗng như này. Oh shit. Đây. Như này. Đây, save vào này. À nhầm, cái đoạn này nhầm các bạn nhá. Cái đoạn này tôi lại tạo mới rồi này. Thì tôi sẽ phải sửa lại một chút. Là this, nếu this chấm hotel form chấm value chấm id mà khác null thì tôi sẽ làm cái hàm khác, còn else tôi sẽ làm cái việc này, tôi sẽ làm cái việc là tạo mới. Đây, tạo mới đây. Nếu mà bằng cái id của nó mà bằng null thì tôi tạo mới, còn nếu mà khác null tức là nó có cái ID của nó thì tôi sẽ tiến hành là tôi tạo ra một cái service nữa ở trong này, là tôi tạo ra một cái hàm tên là hàm edit hotel với object như này. Thì tôi sẽ chỉ khác mỗi cái là tôi sẽ có là this http là put nhưng mà với cái đường dẫn khác, let url bằng với lại là API hotel API URL sược đến cái object.id như này, và tôi sẽ gửi cái put này lên cái biến URL ở đây. Đây, chúng ta sẽ thử nhá. Thì chỉ ở trong này, trong hotel form này ở trên thì tôi sẽ là this.hotel form quên nhập hotel service edit hotel và truyền cái this.hotelform.value và cũng lại subscriber và data tên đến, chúng ta sẽ cũng sẽ lại đưa đường dẫn về trong cái trang chủ của chúng ta. Đó, bây giờ tôi sẽ sửa cái thằng này nhá. Edit này, hiện TH3 xếp xuống. Đây, đã sửa thành thằng 3 này rồi. Đây, chúng ta sửa tiếp về 4, 5 này. 4 lưu xuống.
Đấy, hiện lên H4. Được chưa? Thì đấy là cái cách chúng ta sử dụng cái form hotel form và gán giá trị cho cái hotel form như thế nào để chúng ta có thể là truyền được cái dữ liệu cho màn hình update. Còn màn hình tạo mới thì nó đã có sẵn như này rồi. Được chưa? Bây giờ tôi nói lại một lần nữa về cái logic tôi đang làm nhá. Cái logic của phần tạo mới thì thôi nhá. Dễ rồi. Bây giờ đến cái logic của phần cập nhật này. Thì ở đây khi tôi bấm vào một cái chi tiết này thì tôi có một cái đường dẫn. Đường dẫn này nó đẩy về trên là cái edit. Edit hotel sượt cái ID của cái khách sạn cần cập nhật. Được chưa? Sau đó khi tôi bấm vào đây, thì tôi đang điều hướng nó lại về cái hotel form này. Được chưa? Thì ở trong cái hotel form, của tôi ấy, thì tôi có một cái NG on init, tôi lấy ra cái đường dẫn, cái ID ở trên đường dẫn. Được chưa? Tôi kiểm tra nếu mà cái ID trên đường dẫn nó khác null. Được chưa? Bởi vì hai thằng là cập nhật và tạo mới thì nó đều đưa về trong cái control trong component này. Do đó nếu mà cái hotel ID ấy, trên đường dẫn ấy, mà bằng null, tức là chắc chắn đây là màn hình là tạo mới rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà khác null thì là màn hình edit. Dạ. Thì tôi lấy cái ID ra và tôi lấy thông tin của cả khách sạn đấy dựa vào cái ID lấy về. Sau đó tôi tiến hành là gán giá trị của cái thằng mà cần update ấy cho cái thằng hotel form bằng cách là this.hotelform.setValue bằng cái data chúng ta nhận được từ cái service. Dạ. Sau đó tôi vẫn cứ edit bình thường. Và tất nhiên là dữ liệu nó cũng sẽ hiển thị ra ngoài này. Dạ. Sau đó tôi sửa thông tin bình thường và tôi tiến hành là bấm cái nút save này. Khi tôi bấm nút save thì vào trong cái phà hàm save hotel, tôi kiểm tra xem là cái ID của cái đối tượng là hotel form này nó có bằng null hay không. Nếu trong trường hợp khác null thì cái việc hành động save này là hành động edit. Còn nếu mà bằng null thì hành động này là hành động tạo mới. Thì khi chúng ta tạo mới thì tôi sẽ gửi đến cái hàm add new hotel ở trong service. Còn nếu trong trường hợp mà là edit thì tôi sẽ gọi đến cái hàm edit hotel ở trong cái service này. Cái hàm edit hotel ấy, nó khác so với hàm add new hotel ở trong service ở chỗ nào. Thì hàm add new hotel này thì nó gửi lên request dạng post với cái đường dẫn là API sượt đến cái hotel này. Tuy nhiên với cái hàm edit thì là cái đường dẫn ấy, nó sẽ khác một chút. Đường dẫn nó sẽ là sượt hotel, sượt cái ID mà chúng ta cần edit. Và cái request gửi đi nó là cái request dạng put. Thì đây là cái chúng ta cần phải lưu ý khi mà làm cái phần này. Bây giờ tôi sẽ đẩy cái code này lên lên GitHub và các bạn tiến hành là ốp cái này vào cho tôi trong cái bài của các bạn xem nó có chạy được không. Được chưa? Có không hiểu đoạn nào hoặc là nhanh quá không? Bọn này lại tắt cam rồi. Ơ hay nhỉ. Bật cam bây giờ. Có khó quá không? Hay nãy giờ tôi ngồi tôi nói một mình. Chẳng thằng nào nghe thấy cái gì và cũng chẳng thằng nào theo dõi cái gì. Hả? Để theo dõi thầy, theo dõi chứ. Nhưng mà có làm được chưa? Bật cam như thế nào? Còn có video đâu phải thấy. Hôm nay tôi không up đâu. Nhìn mặt cái đẹp, cái logic thì hiểu. Mà chắc phải thì luyện tập thì mới làm mình quen được. Đúng rồi, làm luôn đi. Có code thì còn không làm được luyện tập cái gì. Làm luôn nhá. Đến cuối buổi này mà bạn nào làm xong được cái phần kia tôi sẽ cộng điểm cho. Làm xong phần nào thầy? Làm xong phần thêm sửa xóa vừa rồi ấy. Làm xong toàn bộ phần danh sách này, thêm sửa xóa cho cái phần hotel thì sẽ cộng điểm. Tất nhiên là cố gắng đừng chép của tôi. Được chưa? Cố gắng đừng chép là tốt nhất. Chép thì nó không phải của các bạn, thì các bạn đến cuối môn này nếu mà chúng ta được học offline tôi liên tiếp nên tôi cho thi là phiền đấy. Làm đi, code tôi đẩy lên trên cái stack blitz rồi thì các bạn làm luôn xem là có phần nào mà các bạn bị lỗi không,
thì báo đây nha, code đây nha, edit, chúng ta gom cái phần edit và cái update và edit và tạo mới vào trong một cái component thôi, là hotel form thì phải làm như này. Và tất nhiên nếu các bạn thích thì các bạn hoàn toàn có thể tách cái tách phần tạo mới và phần edit ra thành hai component khác nhau để các bạn làm, thì cũng không ai cấm các bạn làm cái việc đấy, hoàn toàn có thể được, chuyện này chuyện rất bình thường. Phần lock rồi các bạn làm đi. Được chưa các thím ơi? Thằng của nợ nào lại 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 dùng luôn cái API của tôi vậy? Thầy ơi, cái lúc thêm ấy mà không có dữ liệu vào thì nó thành trống ở trong nó ở cái list luôn đấy. Thì đã làm validate đâu mà chả được, chả thế. Hiểu chưa? Tôi bảo là cái validate chúng ta sẽ làm sau mà. Vâng. Bây giờ học thêm validate nữa chắc ông tẩu hỏa nhập ma mẹ luôn.
làm được chức năng chính đi đã, xong rồi tính tiếp. Thì đã yêu cầu validate, đâu validate vào đây nữa thì các ông toàn. Ôi, ném cái này có rủi ro đó. Rồi. Được chưa ông ơi?